Để nâng cao nhận thức về luật hợp tác xã, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường tổ chức nhiều lớp tập huấn về hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã theo quy định của luật hợp tác xã năm 2023 cho các cán bộ là cán bộ làm công tác tài chính kế hoạch của các hợp tác xã và các phòng chuyên môn của các huyện, thành phố. Qua các đợt tập huấn này, giúp các hợp tác xã được trang bị kiến thức về những quy định của luật hợp tác xã năm 2023, các quy định của chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã, hướng dẫn các hợp tác xã sắp xếp tổ chức lại hoạt động đảm bảo theo đúng quy định của luật hợp tác xã. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý các cơ quan, đơn vị ở tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đội ngũ quản lý thành viên các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nâng cao nhận thức về luật hợp tác xã năm 2023 và các quy định có liên quan để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và áp dụng thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.